Family Samboy, hi everyone. Các bạn ơi, hôm nay cũng là đang ở trong cái mùa dịch Covid-19. Vì thế nên là ông nội hôm nay sẽ nấu mì Ý cho Sam và Sơ thưởng thức các bạn. Thì kèm với cà rốt thì sẽ cho Sam và Sơ khai vị món cà rốt trước. Thế bây giờ ông nội sẽ thực hiện nấu rồi các bạn. Some boy ngồi ghế, some boy. Các bạn ơi, bây giờ ông nội sẽ lấy mì ra đĩa này các bạn. Yes.
Đây.
I'm Lisa Boy. Goodbye, everyone. Bye bye.